Bây giờ như bản thân chúng ta đụng đâu mình cũng đem những cái không vừa lòng, không vừa ý để trong tâm mình, khổ mình chứ sao vậy? Tự mình khổ thôi. Bây giờ như sống trong gia đình, vợ chồng không vừa lòng, không vừa ý phải sống cũng khổ. Rồi con của mình bây giờ mình nói nó không nghe, mình không vừa lòng, không vừa ý mình cũng khổ. Tới cháu mình nói cũng không nghe luôn, mình không vừa lòng, không vừa ý mình cũng khổ. Rồi cuối cùng mình đặt vấn đề là bản thân của mình, cái công của mình nhiều với trong nhà này quá, bây giờ mình nói nó không nghe, nó tức thì mình khổ. Nó nghĩa là nó càng cực thì nó càng đẩy vào cực 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 thêm, càng khổ 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 khổ, khổ thêm. Ngay cái chỗ không vừa lòng, không vừa ý thì nó khổ. Bây giờ cứ nhầm con vợ nó không theo ý của mình, thì cuối cùng mình phải sống với nó, rồi cuối cùng bản thân mình không vừa bụng mình cũng khổ, mà phải sống với cái khổ. Nên từ nơi đó giờ có người chồng nó không vừa bụng mình thì cuối cùng phải sống, rồi mình khó chịu, bực bội, mình khổ. Nên trong Phật pháp nó giải cái khổ này bằng cái tin sâu nhân quả. Nó giải cái khổ ngay chỗ tin sâu nhân quả. Nhớ kỹ nha, này quan trọng. Nên những đức thường nhắc những cái ban bệ trong chùa mình, nhất là cái ban chăm người bệnh. Bản thân chúng ta khi mà bệnh đau, quý vị thấy bản thân của mình nó khó chịu, mà chùa mình là nó có hoàn cảnh đó quý vị. Nó có hoàn cảnh là cái chỗ nằm bệnh cũng không đến nỗi ồn ào. Cái người bệnh đau họ sợ nhất là ồn ào. Khi mình bệnh đau rồi nghe quý vị, cái nhĩ căn quý vị nó yếu, não bộ yếu, nên cái tác động âm thanh nó làm lớn lắm, lớn chịu không nổi. Thường ngày mình khỏe, mình vui thì mình nghe người ta nói này kia, người ta cười giỡn mình bình thường, mình còn vui. Nhưng mà khi mình bệnh đau, mình thấy ai cười giỡn trước mặt mình cũng bực bội, mình tức. Nên khi cái người mà khi bệnh đau rồi dễ khó chịu, khó chịu bực mình. Nhớ. Nên mình là người mà phát tâm chăm người bệnh. Có những người họ chăm người bệnh mau hết bệnh lắm, nhưng mà có những người quý vị chăm người bệnh sẽ bệnh thêm. Vì chăm họ họ bệnh thêm. Thường cái người mà bệnh đau á, trước nhất quý vị phải chiều chuộng họ rồi quý vị mới nói họ được. Vì chiều chuộng họ nó mang một cái ân tình. Mà khi nó mang ân tình rồi, lúc đó quý vị dạy họ, nói họ nghe, kêu sao cũng nghe. Nhưng mà khi mà quý vị mà không vui mà để đi chăm bệnh đó, không vừa lòng, không vừa ý mà chăm bệnh đó, là nó gây cái quán thù, câu thúc giữa nghiệp quả. Mà đã là câu thúc giữa nghiệp quả thì không bao giờ quý vị mà chăm người đó mau hết bệnh được. Nó vừa câu thúc giữa nghiệp quả quý vị với cái người đang bệnh, mà nó vừa câu thúc cái nghiệp quả giữa quan gia quý vị và quan gia của người bệnh. Cái này mới ghê. Ví dụ như giờ đơn giản thôi, những đức có một số người quý những đức, thì bây giờ chỉ cần người nào không thích những đức là cái người đó sẽ không thích người đó, thì quan gia của chúng ta nó cũng đi theo chúng ta, quan gia của người kia cũng đi theo người kia. Nó chỉ cần hai con người sống nghịch thì quan gia nó cũng nghịch, mà quan gia nó đối đầu với nhau thì nó gây ra sự xung đột giữa cảnh giới người sống dữ lắm. Nên cái việc chăm bệnh á, là trước nhất phải dịu cái tâm, phải cởi mở cái tâm, phải thoải mái cái tâm, thì nó mới giúp cho người ta mau hết bệnh. Còn cái người mà chăm bệnh mà khó khăn buồn phiền mà đưa đi chăm bệnh là chịu thua. Cái người mà buồn phiền vì đưa người ta đi chăm bệnh là người ta sẽ bệnh thêm đó. Tại vì khi quý vị còn khỏe mà tần số quý vị nó đã là yếu rồi, nó không có tần số cao. Nên cái vị bác sĩ bên Mỹ có một vị, ông là bác sĩ nổi tiếng của thế giới. Ông nói á, ông trị bệnh á, ông kinh nghiệm và ông kết hợp Phật pháp rồi các tôn giáo vào, ông thí nghiệm. Thì ông nói rằng con người á,
Mà có một cái tần số mà trên 200 là người này ít bệnh lắm. Còn cái người mà có tần số mà khoảng 500 là người này bệnh là tự hết liền. Họ bệnh cũng như không bệnh. Tại tần số họ quá cao. Cái niềm vui họ nó quá nhiều. Nên cái chuyện bệnh tình của thân nó không ảnh hưởng cái tâm họ được. Còn cái người mà khi mà còn khỏe mà người thường buồn, thường rầu rĩ, thường than van. Và con người này mà họ đi chăm bệnh là cái người bệnh không có hết. Tại khi họ chăm bệnh nó không có vừa lòng, không có vừa ý. Mà đã là không vừa lòng, không vừa ý thì cái người bị bệnh kia sẽ cảm giác bị nặng nề khi họ chăm sóc cho mình. Thí dụ như ai mà chăm sóc cho mình mà người ta vui, mình thấy mình thoải mái. Người ta phá cái tâm, người ta vui, thoải mái lắm. Còn thí dụ như ai mà chăm bệnh cho mình mà người ta nặng nề, người ta khó chịu, bản thân mình khó chịu lắm. Tại vì trong lòng mình nghĩ, tại mình mà làm cho người ta phiền phức, làm phiền người ta quá. Đó. Nên không có hết bệnh. Mình là người đi chăm bệnh là mình phải có cái tâm gì nè. Anh hay chị, cô hay chú, tôi đã phát tâm tôi chăm bệnh rồi, đừng có bao giờ ngại. Có gì cứ kêu tôi đi, đừng có ngại. Không kêu tôi là tôi ngại. Tại cái trách nhiệm của tôi là phải làm việc này. Mà bây giờ mà không kêu tôi là tôi ngại dữ lắm. Rồi tôi thấy tôi làm nó hờ hợt, làm không đúng trách nhiệm. Có gì cứ kêu tôi đi, nửa đêm hôm gì cứ kêu tôi đi, tôi sẵn lòng chứ. Đỡ kêu tôi chưa nghe, kêu thêm vài tiếng giùm, cứ kêu nghe, đừng có ngại. Mình nói với người ta một câu vậy, người ta cởi mở với mình, quý mến mình. Khi người ta bệnh đau mà ta nằm thường xuyên á, là cái thân thể nó mỏi mệt và nhức. Mình khi chăm bệnh mình rảnh rỗi, khi người ta ngồi người ta múc cháo người ta ăn, mình ngồi phía sau mình bóp vai, bóp tay, bóp chân cho người ta. Cái tâm của người chăm bệnh nó phải có cái tâm đó đó quý vị. Tự nhiên người ta cảm tình với mình nên mình nói gì người ta cũng nghe. Rồi mình ngồi chung với người ta, mình nói bây giờ tôi với chị, tôi với anh, người niệm Phật một câu, mình niệm ai với Đạo Phật, họ niệm ai với Đạo Phật, thì niệm ai với Đạo Phật, niệm ai với Đạo Phật. Bây giờ tôi với cô cùng cười cái coi, hai bên cùng cười nè, giờ người cười tiếng nè, cái bên kia cùng cười qua lỡ nhau. Nghĩa là mình là người chăm bệnh, mình phải có cái khả năng mà gọi là mình hoạt bát, để mình làm cho người bệnh đau người ta vui lên, để người ta mau hết bệnh. Rồi là tự nhiên cái người bị bệnh ta ấn tượng cái người chăm bệnh đó. Cái vai trò của người chăm bệnh này là vai trò từ bi. Hiểu chưa? Đó. Đó là nhà chùa nghe. Cho quý vị biết á. Còn nếu mà bệnh viện quý vị chưa thấy đâu. Vô bệnh viện đi rồi quý vị sẽ biết. Nằm đầy hết. Có những bệnh viện nơi mà vị trí bệnh nhân công cộng, quý vị hiểu gì vị trí bệnh nhân công cộng không? Vị trí bệnh nhân công cộng đó là cái nơi mà bệnh nhân nằm, cái dàn chung chung, nằm chung với nhau đông, gọi là bệnh nhân công cộng. Rồi có những bệnh nhân VIP là bệnh nhân giàu, ở phòng VIP riêng, tính tiền bạc vào tất cả những sự phục vụ hết, nằm trong cái phòng đó. Còn bệnh nhân công cộng thì tính theo hóa đơn, nên cái gì cũng tính cho quý vị hết. Sạc điện thoại 5.000, sạc cái quạt gió 10.000. Đó, cho quý vị biết á. Thêm cái nữa là xung quanh người bệnh đau, nói chuyện điện thoại reo sùm. Bệnh đau rồi mà tâm trạng nó không thoải mái, nên nằm trong cái chỗ số bộ đông đúc người ta, nên bệnh nhân nó lâu hết bệnh, lâu hết bệnh lắm. Thêm là quá đông nên cái việc của bác sĩ làm việc cũng nhiều, nên cái sự chăm lo và khám bệnh của bác sĩ cũng không được chu đáo. Khi quý vị làm một cái việc gì mà nhiều quá, quý vị sẽ mệt. Và khi mệt, quý vị dễ dùng những lời nói làm tổn thương người ta. Dù biết rằng cái ngành bác sĩ là lương y như từ mẫu, nhưng bây giờ lúc bình thường vui vẻ thì là lương y, nhưng lúc mà nó phiền não, nó mệt muốn chết mà kêu khám bệnh,
nó thành con lươn lê ghê từ từ. Rồi người bệnh nhân kia mới hối thúc, rồi bác sĩ tức lên la lên, thành tức giận sân si, thấy không? Đó, quý vị nghe nhà Đức nói này, nếu như ai đã từng đi đến bệnh viện, nằm bệnh viện, vì sẽ cảm nhận được liền. Rồi vì sẽ hiểu được cái nguyên lý khi tại sao trong chùa mình bệnh đau nó mau hết, hoặc là bệnh nhưng mà có trạng thái con người nó không có xuống, là vì sao? Vì quý vị được cái hoàn cảnh bình yên, không có ồn náo, và quý vị được an tâm, không có bận tâm. Quý vị ngoài đời á, khi bệnh đau nó khổ đến mức á, đã là trong bệnh viện nó đã khổ rồi mà thêm có tiền nữa, mà bệnh đau bây giờ gia đình phải chạy chọt đi mượn tiền bạc ta, rồi lên ca mổ rồi mà không có tiền phải đợi chờ, rồi về nhà cầm cố đất đai nó, rồi mượn nợ mà ta có cho mượn hay không, thấy chứ, đâu có đơn giản. Khi bệnh đau vậy đó mà có khi nằm ngay lan can cửa sổ, chỉ cần có cái giường hay mua một cái giường xiếc nằm đỡ, người nuôi bệnh nằm chiếc chiếu ở dưới, nằm dưới đất, không đơn giản đâu quý vị à. Nên những đức nói rằng chúng ta rèn luyện mình để bản thân mình nó có một cái sự mạnh mẽ, quyết đoán một chút, đừng có đụng một chút đi tìm bác sĩ, nhớ đó. Nên tất cả những người mà chăm bệnh phải có một tấm lòng bao la, rộng lớn, khoan dung dữ lắm đối với người vì bệnh đau. Quý vị phát tâm đó là công đức nuôi bệnh quý vị lớn như lắm. Chùa mình là những đức nhắc nhở, những đức hướng dẫn hết trơn rồi đó, mà tùy vào cái tâm của mỗi một con người khi phát ra đối xử với cái người bệnh đau, người già, tùy quý vị. Vì vị được nghe, được giáo dục hết rồi. Và mình là người khỏe mà mình nuôi bệnh, mà mình bắt bẻ, mình bắt lỗi phải người ta là mình là người bệnh luôn rồi. Mình nuôi bệnh là mình khỏe mà mình không khoan dung cho người bệnh đau, vậy thua rồi. Người ta bệnh đau nên tâm ta bị tiêu cực, nên mình phải khoan dung thương yêu. Nãy như Đức điện thoại cho cái cô của bị bệnh nằm bệnh viện, như Đức nói một câu: cứ lo dưỡng bệnh, còn những người mà đặt trách lo thì đừng có bận tâm cái chuyện phiền phức người ta. Vì cuộc đời của người mình bữa nay mình biết đâu mai người ta, bữa nay mình nhờ người ta biết đâu ngày mai người ta nhờ mình. Nếu cái gì cũng sợ phiền phức vậy thì mai mốt nhờ ai đấy? Con người có qua có lại quý vị à. Cô cứ lo dưỡng bệnh, còn cái việc bác sĩ đã đi vô gặp bác sĩ thì người ta nói người ta trị liệu thì mình phải nghe lời, tại mình đã đến với người ta rồi. Giống như vị đi vô chùa vì nghe những đức thì quý vị phải nghe chứ không nghe vô đây làm chi, hiểu không? Đến bác sĩ thì người ta nói phải nghe lời nó, rồi xong mà ta chữa trị sao, bao nhiêu tiền thì mình có người tổ chức lo hết trơn. Cô khỏi bận tâm. Khi cô nghe những đức nói gì, cô nói dạ con nghe thầy nói gì con yên tâm. Nói cô khỏi cần bận tâm gì chứ tờ, giờ lo cái chuyện dưỡng bệnh thôi, niệm Phật, giữ cái tâm mình cho nó thoải mái. Cô cũng đừng có trách cái người người ta chăm bệnh là sao người ta không chu đáo với mình. Cô bệnh đau cô nằm đây, nhưng mà người ta khỏe bây giờ cũng người ta cũng phải nằm đây để ngửi cái mùi bệnh nên người ta cũng khó chịu nữa. Không phải đẩy cho cái người chăm bệnh hết, mà giờ người ta khỏe mà người ta còn phải mỗi ngày ngửi mùi bệnh nữa, rồi người ta ở trong cái từ trường tồi túng nặng nề, người ta cũng khó chịu luôn nữa, vì lan can thấy chưa, cái nhăn nó lan can đấy. Nên mình là người bệnh đau thông cảm cho cái người nuôi bệnh, mà mình là cái người nuôi bệnh thông cảm cho người bị bệnh đau. Hai bên nó có sự thông cảm với nhau để mà mình giúp đỡ nhau. Nên quý vị thấy không, những điều nhà Đức chia sẻ nó rất gần gũi luôn á.
rất là gần gũi. Ở bên Đại Tùng Lâm bển bữa nay vừa, người ta vừa bỏ một ông già 90 tuổi nữa kìa. Mấy thầy bển mới điện thoại qua, thấy không? Nói rõ ra là không ai muốn bỏ cha mẹ mình đâu, ông bà mình đâu. Có khi cũng đi đến con đường bế tắc trong cuộc đời quý vị. Nhưng nếu người mà thật sự tin sâu nhân quả, không ai làm việc này. Dù gì cũng đưa đến, nhận không nhận gì thì cái đó cũng tấm lòng của mình. Chứ đem người mà bỏ đi ra đi thì cái việc này lương tâm của mình phải chịu cái nhân quả lớn lao dữ lắm, nhất là đối với ông bà cha mẹ. Đừng có bao giờ sai lầm nghĩ rằng đem ông bà cha mẹ mình đưa vô chùa cho ông bà cha mẹ mình khỏe. Khỏe nhưng mà cái hành động của mình là hành động đi bỏ rơi người ta mà, thì quả báo mình chịu chứ. Quả báo mình chịu rất là lớn. Vì đừng bao giờ nói rằng tôi chịu quả báo gì cũng được, miễn ông bà cha mẹ tôi đỡ một chút. Vậy vì đọ không có ngày ra, cái đừng nói chuyện cái chuyện đó mà chuyện đùa, không có giỡn đâu, đúng không? Xong rồi nhà Đức kêu quý thầy bên Đại Tùng Lâm thì bên đó thầy bảo coi, thì báo thầy bảo biết để mình trình lên bên công an rõ ràng. Nó nên quý vị thấy không, cái xã hội càng ngày mình thấy nó phát triển về mặt kinh tế, nhưng mà cái con người nó khổ nhiều thứ, nó bận tâm nhiều thứ, nó khổ nhiều thứ, nặng nề nhiều thứ, rồi đi vào con đường bế tắc, rồi con người người ta tự nhiên nó nghĩ quẩn luôn. Nó đem ông bà cha mẹ đem bỏ vô chùa ra đi không một lời từ già, ghê chưa? Nó quý vị thấy con người phải cần tiếp nhận giáo dục không? Có những người khi những đức giảng họ bình luận, nó nói thầy thành công cũng nhờ nhiều người, thầy đừng có kiêu ngạo này kia nữa. Những đức nói kiêu ngạo như những đức vô đây nuôi mấy trăm mấy ngàn bà già này nè. Có nhiều người dùng cái miệng nói ra một cái mang tội, không có kết quả gì hết chứ. Có khi nghe người ta giảng đồ này kia không hiểu thì mình đừng có nghe, chứ mình nghe làm chi, mình nói tào lao mình mang tội thì mình làm gì. Có nhiều người nói trời ơi thầy thành công cũng nhờ thầy trên kia, thì tôi cũng cảm ơn rồi còn gì nữa. Tôi nhờ thầy trên kia thì tôi cũng làm cái vai trò y gan thầy trên kia, còn hơn thầy trên kia nữa. Cái này còn chưa vừa bụng sao? Cái bộ kêu tôi đi lại lục mới là cảm ơn hả? Công chuyện của tôi bù đầu bù cổ mỗi ngày, quê hương còn tôi còn chưa về dù chỉ một lần. Tôi chưa đi về dù chỉ một lần. Tôi chưa từng đi chơi ở đâu một lần. Còn trách cứ cái gì nữa? Nhiều Phật tử đúng là mình nghe, mình không thích thì đừng có nghe. Mình nghe mà mình còn nói tầm bậy, mình mang tội. Mình đi đến đây mình coi. Ngày xưa những đức ở ngôi chùa cũ, thời những đức nuôi người già quá trời. Bây giờ nuôi được mấy người già, cuối cùng người ta quy về đây hết trơn, người còn gì? Bù đầu bù cổ gần hơn 2.000 người mỗi ngày. Nên mình là cái dàn Phật tử, mình nghe giảng pháp mình không hiểu thì mình đừng có nghe. Mình thích ai thì mình nghe người đó, mình không thích thì mình đừng có nghe. Mình như vậy mình đỡ tạo cái khẩu nghiệp quý vị ơi. Quý vị coi cái chúng trong chùa mình ngày nào cũng đông gì. Trên kia bây giờ người ta làm chứ quy trình. Người ở vô chùa tu còn nhiêu ra ngoài thuê nhà trọ ở, đi đâu đi kể. Đâu phải như ngày xưa cái thời những đức ở trên đó đâu, đúng không? Còn bây giờ người ta quy vô chùa hết trơn, người ta lo từng chút, đâu phải đơn giản đâu chờ, hiểu không? Rồi có những người họ nói thầy tổ chức lễ vía Quan Âm 3.000 lại, đó là tâm kiêu ngạo ngã mạn. Những đức nói tờ nói một câu mà không sợ bị rụng răng. Nếu kêu ai đi làm cái tâm kiêu ngạo ngã mạn đó đi, phát cái tâm lại 3.000 lại kiêu ngạo ngã mạn đi, đi làm đi, đúng quý vị? Bởi vì cái thế gian quý vị thấy không, đâu đơn giản.
Mình nói không phải là mình trách người ta gì, mà mình nêu lên để cho con người chuẩn bị có cái bệnh đó tránh đi. Ta nói rõ ràng mà mình không thích mình đừng có nghe. Vô nghe làm chi? Vô duyên. Có khi mà một con vợ mình lo chưa xong, thằng chồng mình lo chưa xong nữa mà nói chi cho nó mệt tim. Có nhiều người làm chuyện bao la đại sự mà gom góp tiền gì chỉ lo cho vợ cho con thôi, hoặc cho chồng thôi chứ lo được cho ai. Có những người nói công ty tôi mấy trăm người, người ta làm công lưng người ta rồi mình trả lương cho người ta, mình lấy cái lợi nhuận lớn hơn người ta nữa. Cái đó là khác. Còn ở đây là người ta thiện nguyện nè, thứ bảy chủ nhật người ta ào ào về, có bắt ai đóng cắt bạc nào không? Rồi nuôi người già có đưa lên quy trình rằng là một bà già vô mà nhận bao nhiêu tiền không? Đâu có đâu, đúng không? Toàn là thiện nguyện không. Làm này gọi là tùy tâm. Nó khác quý vị mà. Nên á quý vị nhớ nè, những đức dặn, những người nghe những đức giảng cũng vậy nữa. Không phải quý những đức mà đi chăm chích người khác đâu. Bậy quá. Chuyện của người ta làm, mình là người nghe pháp, mình áp dụng mình kìa, mình tu kìa. Chứ không phải là mình quý ông thầy này mà đi chích ông thầy kia, tầm bậy quá trời ta. Cái chuyện đó là cái chuyện đâu có dính dáng tới mình đâu. Không quý vị. À, như trong cái thờ nhận đức 300 anh em cùng thờ, có ai như nhận đức đâu. Nói đây nói thật có kiêu ngạo gì. Trong 300 anh em cùng một thờ tu chung, có ai như nhận đức đâu. Có ai mà nuôi được mấy bà già gì đâu. Mà có ai đem tịnh độ cái thờ học tập đó mà đem đi hoàn truyền đâu, mà làm được như nhận đức đâu. Cái này không phải là kiêu ngạo mà nói sự thật của nó là như vậy. Mình phải chấp nhận sự thật thôi. Nó... nên từ nơi đó rồi những đức đến với hòa thượng mình đây tặng đáy lòng, không nghĩ gì vật chất tiền bạc gì hết chứ quý vị ơi. Những đức là có lo cho chúng hết lòng hết dạ, có chút đỉnh gì là xây chùa chiền hòa thượng giao cho ai là giao, tùy duyên. Những đức đâu có đặt vấn đề đó đâu. Tính ra mới xuống đây mà giờ cũng 10 năm rồi, thì những đức muốn nói cho quý vị nghe. Nếu như cái tâm mình ngày xưa ngoài đời mình đâu có làm việc này đâu, đâu có ai làm việc này đâu trợ. Nhưng mà tu viết từ từ nó mở tâm ra, thấy chưa. Những đức đã từng nói câu có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Mình cứ chân thật tạo phước đi, nhiệt tình hết mình đi. Nên mình tu sao mà cái tâm của mình đừng có đi bắt bẻ người ta, đi bắt lỗi không phải người ta. Mình đâu phải nằm vai trò người ta đâu mà mình hiểu. Quý vị coi cái số lượng 2.000 con người bị nói đơn giản lắm hả trợ. Những đức nói người ta nghe mà người ta gùng mình đó quý vị ơi. Mỗi cái tổ chức nào nghe mình người ta cũng sợ, người ta gùng mình luôn. Gặp hòa thượng nói ông biết không, bây giờ chùa mình là lượng người đông nhất. Lượng người đông nhất khi ở trong chùa. Cả cái nước này cũng không có cái đạo tràng nào mà đông đúc kiểu mà ở tu, mà nuôi bao nhiêu bà già gì đâu, không có đâu. Đừng có nói cả nước này, cả nước ngoài cũng không có đâu quý vị à. Không có, ít có ai mà chân thật á, mà phát cái tâm làm điều này đó quý vị. Những đức nói quý vị nghe, người ta bỏ cha mẹ người ta, những đức không phải là trách hờn người ta đâu, mà những đức tội nghiệp người ta. Chứ riêng những đức là nuôi bao nhiêu bà già rồi, thêm một bà già, ông già nó không có gì đâu. Nhưng mà muốn nói lên cho quý vị nghe, để quý vị nhận thức được cái đạo đức con người càng ngày nó càng tệ. Ai mà nỡ đành đoạn bỏ cha bỏ mẹ bỏ ông bà, dù có nghèo khổ chết tại chỗ cũng không thể nào làm điều này. Còn nếu muốn gỡ thì phải gặp quý thầy nói cho đàng hoàng, có quý thầy có cách nào giúp được con hay không. Bây giờ gia đình con đi đến mức bế tắc rồi. Cái đó là một lời nói cho nó đàng hoàng, chứ đâu có đem con người mà bỏ giữa đường giữa xá hoặc ngồi cái gốc cây. Làm gì có thì sao được quý vị. Nó nên thật sự mà nói về mặt xã hội nhà nước, nên chú tâm để ý những cái vị trí này. Đây là những đức nói cho ngôi Tam Bảo chân thật. Ở đây là một tấm lòng làm rất thật lòng, không có một cái gì đâu. Toàn là người già không à, đàn bà con gái không, mà không có ai mà làm gì không phải đâu. Yên tâm đi, coi chùa mình nè, mấy ông già không, còn nhiêu mấy ông nam có mấy ông đâu, le que có mấy ông, còn nhiêu đàn bà con gái không, không có ai mà
mà cái gì không phải đâu. Còn dân đức là tổ chức khiếm thị nè, ngày 12 tới nè, thứ sáu đó bị coi, toàn là người mù không, không ai đâu mà đi làm cái vai trò này mà đi kiếm chác đâu quý vị ơi. Thật sự không ai đi mà làm vai trò này kiếm chác đâu. Thật sự mình thương người ta không hết, không ai mà đi kiếm chác mấy cái vai trò này đâu quý vị. Kiếm ăn cái vai trò này, ăn mà ói chết mất, chết mồ, ói máu, chứ đừng nói ói cơm. Không có ai mà đi kiếm ăn những cái vai trò này đâu, nói thiệt. Tôi làm là tặng đáy lòng tôi. Trước khi mà tôi chuẩn bị khiếm thị, quý vị biết người ta cúng cho tôi chút chút là tôi gom gom, tôi sắp tôi cắt. Khi mà tôi sắp sửa đủ tiền tôi mới đưa lên chương trình khiếm thị. Đây là nói 100%. Mà cái tiền có được nuôi chúng mỗi ngày là khác. Cái lâu lâu tôi cắt giống như giấu riêng riêng. Còn nhiều người ta cúng là mấy bà này, mấy bà lấy mấy bà lo cho chúng, sắp xếp lo chúng hết chưa. Tôi sợ tới ngày đó rồi một đống tiền không biết rồi, khó tổ chức, nên một số bao thơ tôi cắt riêng, gần đủ rồi xong tôi mới đưa lên chương trình khiếm thị. Còn toàn bộ là những đức kêu Phật tử người ta có tiền, người ta đổi tiền cho người khiếm thị đi. Trong lòng những đức muốn người khiếm thị ta thêm một chút tiền nữa quý vị à. Vì người ta khổ hơn mình, ai mà đi bòn chỗ đó làm gì, không? Nên đối với chùa chiền mình ở đây nghe quý vị, quý vị mà sọt cái miệng vô mà nói tầm bậy bị tội chết mồ quý vị. Cái vai trò mà nuôi bao nhiêu người già này không có đơn giản đâu quý vị ơi. Những đức cực lực, những đức sắp xếp tổ chức luôn á, dạy từng chút luôn, nó mới hình thành ra cái tổ chức này. Bây giờ những đức nói quý vị, cả cái nước này luôn quý vị coi có ngôi chùa nào mà nuôi con người già nhiều đến mức gì không, thì biết cái tấm lòng người ta cỡ nào rồi. Cả hòa thượng mỗi lần ngày gặp những đức này nói một câu, ông làm cẩn thận nghe, mình làm bao nhiêu việc tốt vậy đó chứ một cái việc gì cái nó lôi ra với ông coi coi ông làm gì, ông nhắm ông la lo nổi không. Thế tờ ơ, tính ra thường trụ bây giờ không là 1,000+ người cộng tu xuyên suốt là mỗi ngày 2,000 người, hơn 2,000 người, ông lo nổi không, xem lại có lo nổi không. Hòa thượng nhắc những đức quay thì những đức có nói một câu, hòa thượng yên tâm thì con lo được. Mình nghĩ rằng mình lo cho người ta quý vị à, mình làm cái việc này như cho Phật Bồ Tát, mình làm hết lòng hết dạ. Nên những người ở xa hoặc những người nào mà mình mà nghe quan gì mà mình nói tầm bậy, đừng có nói, thà mình đừng có nói cái gì chứ á, rồi mình thấy không thích đừng có nghe luôn. Mình nghe ai mình thích mình nghe, hoặc là mình cần tìm hiểu mình lỡ đây mình coi thử coi làm sao, coi thử coi làm sao. Hồi những đức là nói thật sự quý vị, người thì nói chuyện không biết nói những lời hoa mỹ ngọt dịu, nhưng người làm thiệt á, thật sự là làm thiệt á quý vị. Con người thì ai cũng còn cái sai, nhưng mà cái tâm mà nuôi con người và lo cho chúng mà hướng dẫn Phật tử là nhiệt tình, hết mình thẳng đáy lòng. Nó những đức nói thiệt chứ cái tính người những đức thẳng đó. Nhưng mà những đức biết ơn lắm đó quý vị. Con người những đức biết ơn dữ lắm. Khi mà khổ hay gì những đức không có bỏ người ta đâu, chắc chắn quý vị luôn. Những đức chưa bao giờ có một cái tính rằng là mình có tiền nhiều cái là mình cứ giấu cắt, không phải đâu quý vị à. Những đức thích là có tiền là phải lo cho người ta xài. Con người những đức nó lạ vậy đó. Nó chứ không phải rằng là có tiền mà cũng than, không bao giờ đâu quý vị à. Quý vị biết những đức là ít bao giờ mà than thở cái chuyện không có tiền lắm. Nhưng mà những đức không có tiền nhiều nhưng mà xài hết trơn à. Nhưng mà tính con người vậy nó không có than. Còn con người đã than dù có tiền nhiều cũng than nữa. Nó lạ kỳ vậy đó. Tính người ta đã là than là có tiền nhiều cũng than. Đó là cái cho cái tính người ta nó đã vậy à. Còn mình là cái tính mình nó phóng khoáng, thoải mái. Nghèo ngày xưa cũng vậy, nghèo nhưng mà xạo. Nghèo mà xài xả lát, sáng có gian mấy cài gì. Nghe không? Quen rồi, quen thật rồi. Đó. Mà nói nghèo mà xài xả lát, tiền đâu xài xả lát. Thì tôi có 100,000 xài trơn là xả lát còn gì. Đó. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình nghe đạo biết tu, mình ở trong cái tổ chức và cái hoàn cảnh này mình thấy mừng lắm quý vị. Trong cái tổ chức và cái hoàn cảnh này mình mừng.
Mừng vì bản thân của mình được ở một cái nơi mà nó có giáo dục và nó có người dẫn đầu nhiệt tình hết mình. Mừng. Nên những đức thường nhắc chúng trong chùa tu làm sao mà tập dễ tính đi quý vị. Tu mà tập dễ tính. Dễ tính là mình an lạc lắm. Còn khó tính là bệnh đau và khổ thêm mồ. Dễ tính đi là đúng người tu đó. Người tu là phải tập dễ tính. Nghe không? Còn mình chăm mấy bà già, bà khó gì bà khó, kệ bà, mình cứ dễ tính. Tại mình chăm mấy bà mình đã phát tâm mà. Bà luyện mình phát tâm Bồ Tát thiệt. Nhớ nghe. Nên tất cả các cô mình nghe những đức chia sẻ với mấy cô cũng dễ tính nữa. Vui vẻ, đứa nào cũng hoạt bát. Sống hồn nhiên hoạt bát đấy chưa. Chứ gặp mình những đức tạo áp lực không, trời ơi chắc bà nào bà nấy chắc mặt mày héo queo. Như là hoa tàn. Mặt mày bèo nhèo. Tiên đình ngày xưa mà vô chùa xấu cỡ nào chứ bên nay mà đẹp gì. Hôm qua mấy cổ cũng làm cái chương trình á, thì cho mỗi bà tát bạch, tát tát bạch bạch, làm đơn giản mà là kỷ niệm quý vị. Chú Kiệt cũng hỏi Nhân Đức lấy cái đề gì thầy, Nhân Đức nói là kỷ niệm khó quên. Cái buổi của mấy cô trưởng đoàn mà mấy chục ngàn người coi rồi đó. Ừ. Mấy bà trưởng đoàn giờ cũng nổi tiếng vậy lắm. Nên từ nơi đó mà làm đơn giản mà nó vui, nó như một gia đình. Mình sống nhau như một gia đình quý vị ơi. À. Nó thương nhau, quý nhau và bình an như gia đình. Ở đâu mà kiếm ra cái lối sống mà giữa con người đến với con người mà gì chờ. Ở ngoài đời mà sống với nhau đụng một chút là lo nhau rồi. Có nhiều cô đây chưa từng chạm với xã hội nhiều thì chưa biết đâu. Mình sống ở ngoài đời á, mình nói chuyện với người ta nói chuyện với mình, nhưng hai bên đều nghi nhau chứ. Đều nghi nhau hết. Cầm cái gì mà cho người ta nghĩ cho người ta có ý gì. Hoặc là uống này nguy hiểm có chừng cái gì đó nghe. Nó làm cho mình phải lo âu và sợ hãi không quý vị. Chứ không có cái chuyện mà như trong chùa mình sống với nhau gì đâu trời ơi. Quý vị biết tại sao mà người trong chùa mình mà sống được vui gì không quý vị. Bây giờ không có ai có tiền chứ lấy gì gạt. Không ai có tiền chứ lấy gì gạt nhau bây giờ. Rồi không có danh gì chứ bây giờ tranh cạnh danh cái gì bây giờ. Có mấy bộ đồ bận thôi. Ngon đi lấy đi. Lấy đồ đi. Thì lấy đồ họ thì họ nói thầy con hết đồ mua cho con đồ mới. Mấy vị coi, mấy vị thấy họ phải ra không. Bây giờ mình có tiền mình mới sợ người ta gạt. Mình có danh mình mới sợ người ta gạt. Mình có chồng mình sợ người ta lấy. Mình có vợ mình sợ người ta lấy. Còn giờ mình không có cái gì chứ mình sợ người ta lấy cái gì của mình. Nó mới tự tại nè. Thêm không nghe điện thoại. Không nghe điện thoại gì hết. Nên nó làm cho mình bình an. Chứ gặp mà nghe điện thoại bấm đầu này bấm đầu kia bất an lắm mấy quý vị. Nhiều thứ nguồn tin nó làm cho mình lo đó. Nên những điều mà những đức hướng dẫn mà cái chuyện chăm bệnh nó đúng lắm. Đời đạo gì cũng cố gắng áp dụng đi. Mình chăm bệnh cho người ta bao nhiêu phần trăm với cái tâm của mình thì sau này cái nhân cái quả sẽ đến với mình như vậy đó. Có nhiều người quý vị nói rằng trời ơi họ lo cho ông thầy họ lo thấy ghê thiệt, còn họ lo cho bà già sao không bằng, cũng không trách được. Cái nhân quả nó khác nhau, nhân quả nó khác nhau quý vị. Thí dụ như cái duyên phước quý vị nó có chỉ có phân nửa
dù quý vị có được hưởng gì hưởng phần nữa, cái duyên phước của người ta nó tạo lớn quá, nó dày đến mức mà tràn lan đại hải, thì cái sự được lo của người ta nó cũng tràn lan đại hải, không có trách được. Nhớ kỹ, thí dụ như giờ người ta bưng cho hòa thượng ly nước, và bưng cho mình ly nước nó cũng khác nhau. Cái tâm người ta bưng cho hòa thượng ly nước, cái tâm cung kính hơn bưng cho mình. Vì sao biết không? Tính vào nhân quả. Vì người ta nhiệt tình hết lòng hết dạ bao nhiêu năm giờ, bao nhiêu chục năm, nó hình thành cái phước báo lớn, nên họ hưởng được cái phước báo của họ cũng phải lớn, hưởng sự cung kính lớn. Thì tin không? Không phải ai cũng được vậy đâu, không phải ai cũng tu nhiều chục năm mà được vậy đâu. Chính bản thân những đứa đã từng thấy có những vị hòa thượng tu nhiều chục năm, nhưng mà khi tới tuổi già có khi được một hai người chăm là dữ lắm, mà còn bị bỏ bê. Có không? Có đó. Tại vì sao? Vì cả đời mình cũng tu, nhưng cái công hạnh của mình lo cho chúng ít quá, nên cái quả báo mình hưởng theo cái công hạnh mình tạo. Nên lúc á, mà mình bình thường gì nè, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình nhiệt tình phục vụ người ta khi mình còn khỏe. Khi lỡ mình bệnh đau, người ta chăm sóc mình nhiệt tình dữ lắm. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ ví dụ như giờ Liên Nhẫn mỗi ngày nhiệt tình nấu ăn cho người ta đi. Khi mà Liên Nhẫn mà bệnh coi mấy đứa nó cũng nhiệt tình, nó chăm lo dữ lắm á. Mà lỡ Liên Nhẫn chết đi, cả chùa này tổ chức đám ma cũng lớn lắm đó quý vị. Bây giờ mà Liên Nhẫn mà chết thì đi, quý vị coi cái đám Liên Nhẫn cũng lớn lắm á, mà cả Phật tử cũng đến đông hơn những người bình thường. Tại nấu cơm cho người ta ăn, nấu đồ ăn cho người ta ăn, thấy không? Ví dụ như giờ, như giờ Liên Diệu đồ nhiệt tình đi, hết lòng hết gì vậy ạ, bưng sắp xếp việc cho lo lắng ở dưới bếp đi. Mình mà chết nghe thử coi, cái đám của mình kinh khủng lắm. Mà mình mà bệnh đi cũng có nhiều người chăm lo hơn, sự quan tâm người ta dành cho mình nhiều hơn. Giờ cô Bạch đâu cũng vậy, cô Đạo đồ nè, những cái ban bệ chính mà nhiệt tình hết mình đi, khi bệnh đau và chết đi có nhiều người chăm lo lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nên cái phước duyên của mình tùy theo cái công hạnh mình đã tạo ra đó, tùy theo công hạnh mình đã tạo ra. Với chùa mình bây giờ mà bây giờ thì đưa lên nguồn tin là những ngôn hộ niệm sắp đi à, Phật tử người ta ào ào, người ta kéo về người ta hộ niệm những ngôn liền. Tại vì vô đây biết thầy những ngôn, bây giờ nói lên những ăn sao tự nhiên yếu quá trời yếu, quý vị ơi, Phật tử ơi, giờ vô phòng hộ niệm mà ông hước lên hước xuống mà gần đi à, Phật tử nó tờ ô thầy ngôn còn trẻ tuổi mà tội nghiệp cũng quá trời tội nghiệp ông. Đoàn mà chuyển rồi, đoàn Cô Mai, đoàn thành phố, đoàn các nơi, ta thuê xe tập trung về ta hộ niệm với thầy những ăn. Công hạnh mấy ổng ở đây lo dữ quá, chứ làm sao. Còn những đức thì khỏi nói rồi, không đó. Nên nó tùy theo cái công hạnh của mình tạo ra mà mình hưởng thành quả. Nên đừng có bao giờ đi mang một cái tâm hờn trách ai đối xử với mình chứ. Tại vì cái thành quả mình tạo ra thì mình hưởng thôi, chứ làm sao mình trách người ta. Người ta không chăm lo cho tôi, không quan tâm tôi, không ngó ngàng tôi. Trời ơi. Nên có nhiều người mình á, làm cha làm mẹ ở nhà mà con mình nó không ngó ngàng khi mình bệnh. Quý vị nhớ nè, cái gốc quý vị bò dở quá. Khi ở nhà cha mẹ già bệnh đau cha mẹ thì quý vị không ngó ngàng, không bòi gốc. Nên cuối cùng tới khi bị bệnh đau thì con quý vị nó không ngó ngàng quý vị. Nó không ngó ngàng quý vị vì sao? Vì ngay cái chỗ quý vị không ngó ngàng đến cha mẹ quý vị, mà quý vị đem cái công hạnh quý vị bỏ thẳng vào đứa con không? Bỏ thẳng vào con không? Nên á, khi bị bệnh đau con nó không ngó ngàng quý vị. Giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu gì?
Như những đức ở trong chùa, những đức lo cho chúng nhiệt tình, có dư tiền đồ chút đỉnh đồ này kia mà hòa thượng mà nói xây dựng, mà nói cần tới những đức là những đức hết lòng hết dạ. Thì cái người bên cạnh những đức họ đưa tiền những đức răm rắp, không bao giờ cắt dấu và giếm luôn, đúng không? Rõ ràng nhân quả chưa, xác thực luôn. Và những đức lo cho chúng hết lòng hết dạ. Những đức đi qua kia tổ chức lễ Viếng Quan Âm 3 ngày, người ta ra người ta đứng người ta đỡ. Tại những đức mỗi ngày gần gũi thương yêu người ta, nên bây giờ người ta thương yêu lại là đúng rồi. Cái nhân cái quả mà quý vị, đúng không? Nên Ấn Tổ ngày nói câu đầu là tin sâu nhân quả, nên những đức giảng về nhân quả nhiều lắm. Bị nghe viết thông cái tâm hết trơn à, thông tâm hết. Khi mà thông về định luật nhân quả là con người bị nó thoải mái dữ lắm. Mình thấy mình nó không được gì là mình biết cái nhân mình tu không được đặc biệt, hiểu chưa? Nên mình mỗi ngày mình gầy dựng cho người bên cạnh mình tín nguyện niệm Phật, thì cuối đời mình là người ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật giúp cho mình. Còn khi mà bình thường á, quý vị không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho người ta thì bị nhớ. Khi mà quý vị cặn tới nghiệp là không có cái người gầy dựng niệm Phật cho quý vị đâu. 100% nhân quả nó công bằng dữ lắm quý vị. Nhân quả nó công bằng dữ lắm. Mình làm con mà mình hộ niệm cho cha mẹ mình lo cho cha mẹ mình chú đáo, tắm, lo cho cha mẹ đàng hoàng, hết lòng hết dạ, cuộc đời quý vị không có khổ tâm đâu. Cái đứa con mà hiếu với cha mẹ, đứa con này dù có nghèo cũng không khổ tâm, có nghèo cũng không khổ tâm. Cái đứa con mà bất hiếu với cha mẹ dù có giàu cũng khổ tâm, và về sau trở thành con người hối hận. Thử chờ xem. Nên cuộc đời con người mình phải làm một cái gì đó trong cuộc đời nó ý nghĩa. Những đức thấy, những đức cảm ơn Phật Pháp. Nhờ Phật Pháp mà cho mình những ngày tháng cuộc đời ý nghĩa. Ngày tháng cuộc đời ý nghĩa. Nên những đức nghĩ cho con người ta, những đức nghĩ mở rộng lắm quý vị. Như hồi sáng những đức ở phòng, những đức ngồi niệm Phật, những đức nghĩ trước lễ Viếng Di Đà, mình tổ chức cái lễ Viếng Di Đà cho chùa trước, ba điểm chùa tổ chức ba chương trình lễ Viếng Di Đà cho riêng cái tổ chức thường trụ, sắp xếp ra thành một mô hình y gan lễ Viếng Di Đà thiệt ngày chính luôn, đèn hoa sen đồ đem lên hết, hàng lối để đàng hoàng, chia sẻ Phật Pháp xong địa chung một chút, ít thôi, làm ít thôi, lễ Phật ít thôi, để làm cái mẫu hình á, rồi đèn hoa sen bật để hàng lối đàng hoàng. Rồi xong á, đứng lên được, cầm đèn bông sen đi được, để mình thí nghiệm coi cái chương trình nó là sao, để khi mà vô chương trình thiệt thì nó hình thành. Cái này quan trọng đó quý vị. Thêm cái, thường trụ trong chùa được tổ chức, khi tới lễ người ta lo phục vụ chúng sanh, người ta không có trách được mình, vì trước thời gian mình đã lo cho người ta rồi, mình đã tổ chức cho người ta rồi cái lễ Viếng Di Đà, thì cái ngày đó người ta nhiệt tình, người ta phục vụ chúng sanh, người ta không có trách được mình. Chứ nếu như mình bỏ bê chúng mình suốt luôn, giết người ta buồn thì sao? Thấy không? Vì sao những đức làm điều này mà những đức nói lên? Nói lên để cho những cái người lãnh đạo trong chùa chiền, những vai trò lãnh đạo nên ngồi suy nghĩ. Vì sao con người này học lớp 3 đơn giản mà sức nhiếp thọ công chúng mạnh dữ vậy? Làm. Làm tặng đáy lòng, làm cực lực, làm nhiệt tình, làm hết mình. Như hôm qua, chương trình Nhà giáo Việt Nam, mà trong cái bình luận có một người bình luận: Ngài Nhà giáo Việt Nam có dính dáng gì Phật giáo đâu mấy ông ngu.
không biết là học cái gì, không biết. Tôi học lớp 3 thôi tôi cũng hiểu hơn ngài nhà giáo Việt Nam đạo Phật á, thông tình đạt lý, từ thế gian pháp xuất thế gian pháp, nó không có thế gian pháp làm sao có xuất thế gian pháp. Cái thế gian pháp á, nó có thế gian pháp nó mới có Phật pháp. Ngài nhà giáo Việt Nam là một nền giáo dục, mà đạo Phật lại là nền giáo dục. Đạo Phật lại là nền giáo dục. Đức Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật là 49 năm thuyết pháp. Quý vị thấy ngày nào những đức cũng chia sẻ Phật pháp không? Phải nền giáo dục không? Rõ ràng. Nhưng ngài nhà giáo Việt Nam gì thì nhà chùa vẫn tổ chức cái tâm nhớ ơn đền ơn để gây dựng nên cái nền giáo dục. Trời ơi đúng là. Bởi vì khi mình tặng cho anh ta cái viết, mình tặng cho một con người một cái viết, có một lần có bé nhỏ, cha mẹ ở đây mà cháu thì đi ra qua Canada để học, bé nó mười mấy tuổi. Những đức tặng cho bé cái viết, những đức nói một câu gì nè, con nhớ câu này nghe. Cây viết nó viết ra những dòng chữ tặng đáy lòng mình để mà suy nghĩ. Một cây viết tuy nó đơn giản, nó viết ra dòng chữ, nhưng nếu tâm con mà đã là không tiếp nhận đạo đức tốt đẹp thì dòng chữ con viết ra là để giết người. Con nhớ kỹ. Quý vị nhớ một cái ngòi bút thôi mà không khéo vì giết hàng loạt con người ta. Nên mình tặng cho người ta cái viết, nó cũng là nền giáo dục, dạy họ nên viết lên những cái gì cần nên viết ra để lợi ích cho người ta, để tô điểm cuộc đời. Cái tay quý vị bấm tin nhắn á, bình luận quý vị phải cẩn thận, đừng có nên tùy tiện bình luận một câu mà để cho nhiều công chúng, khi người ta vào người ta nhìn người ta không vừa bụng quý vị, đó là tự tạo nghiệp cho bản thân mình. Thấy không? Nhắn tin một cái câu mà đúng là chắc là học Phật mà chắc hóc cà tó hay sao. Quý vị nghĩ đi, hóc cà tó là gì biết quý vị không? Nhiều người vì không hiểu đúng không? Hóc cà tó là cái nghĩa là cái danh từ của người ở biên địa đó chứ. Người biên địa, người không tiếp nhận được giáo dục, dùng câu hóc cà tó là người ở biên địa đó, người không tiếp nhận được giáo dục. Đạo Phật là nền giáo dục thì cái ngày nhà giáo Việt Nam là nền giáo dục, hai cái nó cộng tác lại, từ là thế gian pháp xuất thế gian pháp cộng lại, nó có gì là sai mà làm gì không dính dáng. Mình khi đang sống với cái cuộc đời này, dù mình là cạo đầu xuất gia, những điều dính dáng tới xã hội hết, vì xã hội đều đem vô cho mình sống, mà làm gì mình không dính dáng tới xã hội. Nên bản thân chúng ta chia sẻ Phật pháp nó không thể nào chỉ cô lập ở chuyện ở chùa không, mà nó phải chia sẻ Phật pháp cho nhân sinh của người phải nghe được. Vì nhờ ơn người ta cúng dường mà nuôi mình ở đây và nuôi huệ mạng cho mình, nên mình đem cái huệ mạng và trí tuệ này để chia sẻ, để cho người ta được lợi ích, đó là báo ơn cho chúng sanh. Nhớ kỹ. Rõ ràng không? Toàn ơi, có những người học cao hiểu rộng mà có những câu nói họ nói nó lạ lắm mấy vị. Cái khi học và tụng bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu sách, nhưng mà cái lý giải về cái lời đó mới là quan trọng đó. Đọc mà hiểu được mới là quan trọng á. Có những người đọc rất nhiều mà không hiểu, còn thua người ta không cần đọc mà nó tình lý viên dung sống với nhau. Quý vị coi những cái điều như Đức sắp xếp trước lễ với Di Đà, như Đức còn tổ chức cho riêng ba chùa. Còn á, hôm qua chương trình nhà giáo Việt Nam như Đức tổ chức ba chùa để làm gì biết vị biết không? Để cho ba ngôi chùa mình đừng có hoàn toàn cái gì cũng biết những đức mà quên hòa thượng. Ý như Đức là như vậy đây. Còn trước đó một bữa như Đức nói rõ ràng, đưa cái hình thầy trên kia, hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng mình lên để làm chi? Để cho mọi người biết rằng tôi thành công như ngày hôm nay là nhờ những vị thầy này giúp tôi.
Nên từ nơi đó cái tâm thật chắc nhiệt tình mà đem đạo pháp để hoàn truyền, đây là cái quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nên mỗi một người, quý vị ơi, chúng ta nghe Phật pháp, nếu có những người mình với họ không có duyên thì thôi quý vị đừng có nghe làm chi, để bực bội làm gì. Còn có duyên thì tự nhiên thấy thích. Như hôm qua bên kia mà mấy thầy hát ấy, mà những đức làm gì nè, Phật tử mà người ta thương những đức ai người ta cũng vui chứ. Nhưng mà thử người nào mà không thương đi là người ta nói ông thầy gì mà vô duyên, ông thầy gì đâu mà không có nết na gì chứ, thấy không. Ta nói thương người thì thương cả lối đi, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Nó đã thương rồi bị địch một cái nó cũng là thơm. Nó thiệt, cái vị nghe quý vị thử phải không. Hồi đó mà quý vị thương con quý vị đi, bị tắm cho con bị tự nhiên đưa thằng con trai nó địch cái tuổi, nó bị đánh cái đít bị ngữ, hung cái đít lia lịa. Nhiều người phụ nữ ở đây bị đã từng hung cái đít thằng con trai bị phải không. Sao không có, toàn ngày xưa thì đứng dưới quê thấy hoài. Thằng con cái tí tí á, nhỏ xíu xíu á, tắm cho nó hung đít chung 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 chung. Ừ, hung cái đít gì, hung thằng bé, hung thằng bé nhỏ chung 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 chứ thương vậy đó. Rồi nói đây là nó đa dạng mà. Ê, thương chưa, thương mà giờ nó cái tuổi thì cũng hít luôn. Trời ơi, thì biết ta nuôi con người ta mà con người ta khi nó ngạt mũi mà ta đưa miệng vô cái mũi nó hút đàm ra đó, hút mũi ra đó, thấy không. Thương người thương cả lối đi, thấy chưa. Nên người ta đã thương mình làm gì ta cũng thương. Nó đã ghét rồi mình làm cái gì nó cũng thấy ghét chứ. Cái nhân quả giữa mình với người ta nó là gì đó quý vị, nghe chưa. Nó nên mình là người tu, cái gì mà mình không ghét mình bớt nhìn tới đi, để đừng có tạo nghiệp thêm. Mình đã ghét là mình biết giữa người mình với người này không có cái duyên thiện, thôi mình đừng có nhìn tới nữa, đừng có để ý tới nữa. Có những người tôi thấy tội nghiệp ghê, họ không có thích những đức mà ngày nào cũng vô nghe chứ. Nghe chi không biết nữa, không thích mà ngày nào cũng vô nghe, mà chỉ có một hai người ngày nào cũng một hai cái tin nhắn, ngày nào cũng nghe, không có bài giảng nào không nghe. Nó cho bụng trời ơi, đã không thích rồi thì nghe làm chi vậy trời. Chỉ nghe kiếm người khác nghe, nghe tôi làm chi mà không thích. Chứ một hai người vậy đó vô duyên. Hiểu không. Nó, những điều như Đức chia sẻ nó xác thực và nó văn tự rõ lắm, dễ hiểu. Nó nghe mà không chịu áp dụng là đúng là uổng thiệt. Nhất là bữa nay mà nói về cái chuyện chăm bệnh là sâu sắc. Hiểu không. Mỗi một bài chia sẻ như Đức mà người mà nghe để ý đi, để ý là vì sẽ sống với cái gia đình này bị bằng cả tấm lòng đó. Những đứa sống với cái gia đình này bằng cả tấm lòng đó, hết lòng hết dạ nhiệt tình đó. Mình làm gì có nhiều người người ta cũng vẫn trách. Vậy mà mỗi bên chùa mà có những người còn nói một câu: trời ơi, ở bên hộ pháp là con ruột, còn bên đây là con ghẻ. Trời ơi, còn bị nói nữa kìa. Nói cái gì cũng ở bên hộ pháp thường xuyên, ít bao giờ qua đây. Tao lâu qua một chút cái chạy về liền. Nói tao tôi ở bên kia từ xưa tới giờ, tôi bên kia từ khi tôi đi đến đây tới giờ là tôi đã bên đây rồi. Dù tôi qua bên kia nhưng mà tôi vẫn quay về đây là đúng, vì mang vai trò hộ pháp mà. Hiểu không. Với những đức ở đây, cái duyên những đức nó dày, nó quen ở đây rồi đó. Nên những đức chạy qua bên kia một chút thì những đức cũng chạy về đây à. Không có bao giờ mà như đứa ở bên kia một ngày. Chưa có một năm trời, chưa có lần nào như đứa ở bên kia một ngày. Chỉ có những ngày lễ thôi, ở bên kia thôi. Mình cũng làm hết lòng rồi đó quý vị, mà còn bị nói con ruột con ghẻ nữa kìa. Những đứa thấy á, ruột ghẻ gì nó cũng là một thể thôi, thấy không. Ruột thì ở trong bụng, mà ghẻ thì bên ngoài, thì nó cũng đeo cái thăng, nó cũng là ghẻ, thấy không. Nó nên từ nơi đó gột ghẻ gì cũng là một thể thôi. Nó hãy chấp nhận những cái gì mình đã được đi. Đừng ganh tị gì cho nó mệt đi, thấy không. Đá đổ cái tâm ganh tị đi, bỏ nó đi, nghe không. Nên trong chùa mình nữ mà đông gì mà sống được gì là do dạy mà ra.
chứ không thôi nó tranh cạnh, nó ganh tị, nó nhìn ngó, khó chịu. Bây giờ các cô mình nghe, ngồi nghe những đức chia sẻ Phật pháp nè, mấy cô ngồi nghe nãy tới giờ tới, cũng gần tiếng rồi đó. Mấy cô thấy cái Phật tử mà nghe những đức á, mấy cô thấy họ siêng ghê không? Mỗi chủ nhật họ đến mà họ ngồi nghe một tiếng 45 phút, 50 phút mà nóng còn hơn cái này bao nhiêu mà nói. Vì quá đông, còn cái ngày chúng này là ít á, mà mấy cô ngồi còn thấy đau chân gì? Có đau chân đó, chứ không phải không đau đâu. Thì mấy cô thấy Phật tử người ta thích nghe những đức giảng cỡ nào chưa? Nếu mà người ta không thích thì sao? Người ta chạy đi dành mặt tiền, ta ngồi phía sau thẳng chân thẳng cẳng thoải mái, do người ta quý, người ta nghe, rồi thêm một cái nữa người ta ủng hộ tinh thần, nhiệt tình hết mình. Nên mong làm sao mỗi một con người đến với cuộc đời này hãy sống hết với tấm lòng mình đi quý vị, sống hết lòng hết dạ với nhau đi, rồi những việc thiện việc tốt gì làm được cố gắng. Nó lây quay tới lễ Vía Di Đà bây giờ, nó mới với Quan Âm đây, bây giờ xong với Quan Âm rồi, thấy chưa, 3.000 lại mà hổm tính mua chờ luôn, bữa nay xong hết trơn 3.000 lại, rồi vừa đưa lên chương trình khiếm thị, bữa nay sắp sửa tiết khiếm thị nữa, nay còn 3 ngày nữa khiếm thị, 3 ngày khiếm thị, khiếm thị xong lây quay Vía Di Đà bây giờ, lây quay lễ Vía Di Đà bây giờ, thấy không? Đó. Nên từ nơi đó bị thấy thời gian qua mau chưa? Mà thời gian qua mau con người mình nó già, già mình đâu làm được. Nên bây giờ mình phải xuyên làm chứ. Nên lễ Vía Di Đà là một cái lễ năm nay đặc biệt lắm á. Cái lễ năm nay mà người tu tịnh độ mà không về được cũng uổng. Tại ngôi chùa tổ chức cho mình tu và thật chắc quá, nó không có hình thức gì chứ. Chùa mình bị thấy không, chương trình lễ nó thật chắc gì đâu á trời. Trời ơi, người ta mà nội tiền hoa không biết bao nhiêu, nói với vị ô. Còn quý vị thấy chùa mình có tốn hoa gì đâu, tốn gì đâu, trang trí gì đâu, mà cũng tổ chức rầm rầm. Nên những đức nói là cái tổ chức thật chắc. Năm nay mà cái việc mà có cái đèn bông sen mà cái chương trình năm nay hay dữ lắm. Mà cái đèn bông sen này nó đang trên đường đi về. Thấy không? Cầu nguyện cho nó về tới nơi tới chốn đàng hoàng. Nên là chuyến này á, Vía Di Đà mấy bà cụ già cũng cho bà mỗi bàn cái đàn luôn, để bà cho con bà. Thấy không? Mỗi một cô đều được nhận cái đàn bông sen, gọi là đèn bông sen kỷ niệm lễ Vía Phật A Di Đà kỳ này năm nay hoành tráng nhất, tổ chức dữ nhất, nghe không? Nên quý vị khắp nơi nơi tổ chức xe cộ cho người ta về đây dự lễ Vía Di Đà 3 ngày, 17, 18, 19 tháng 11 âm lịch. Chương trình này rất là đặc biệt, nhưng mà phải đến ngày 16 buổi tối phải có mặt. 16 sáng 4 giờ là vô chương trình rồi đó nghe, sáng 4 giờ ngày 17 là chương trình rồi đó. Năm nay những đức nghĩ cái đèn bông sen này phải tổ chức cho nó hoành tráng, chứ không thể nào buổi tối không được. Đúng không? Nó nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị gặp được tịnh độ, tín nguyện kiên cố cả đời niệm Phật không thối tâm. Nắm chắc câu Phật hiệu đi thì cuộc đời này cái gì nó cũng giải quyết được hết trơn á. Bỏ câu Phật hiệu là không có giải quyết được cái gì đâu. Nắm chắc câu Phật hiệu đi, siêng niệm Phật đi, khổ vui gì cũng cứ niệm Phật đi, đẹp xấu cũng cứ niệm Phật đi, lùng lé hô súng gì cứ niệm Phật đi, nó thân thể lành lặn hay ghẻ chóc gì cứ niệm Phật đi, ghẻ hay lát gì cũng cứ niệm Phật đi, còn răng hay súng răng gì cũng cứ niệm Phật đi, ngọng nghịu gì cũng niệm Phật đi, chắc chắn Phật sẽ rước quý vị về cực lạc. Nhớ nghe, chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài,
cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên qua con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời nha quý vị, để quyết chí đời này phải về cực lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.